Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xô xí sọ và bong bé bỏng những ngày cận Tết nha. Thì Su ơi, đây cả nhà. Thì hôm nay là mình muốn quay cho cả nhà xem được là những ngày cận Tết của Su với Bong là sẽ như thế nào. Rồi, đây là em Bong nha, còn đây là Su. Đây cả nhà, Su này. Đó, những ngày cận Tết thì nhà mình tất bật lắm nên không có quay nhiều clip cho cả nhà xem về Su với Bong được. Thì bây giờ mình sẽ kêu Su Bong ra đây rồi mình cho cả nhà coi là Su với Bong có những cái gì mới nha. Để ăn Tết nha. Đi Su, đi Su, đi xe vô. Cả nhà thấy Su nó lừa không? Đó, bây giờ ngày Tết là nó được ngủ sướng á, nó không chịu đi xuống luôn. Xe vô. Chết rồi, cả nhà thấy không? Đi xuống. Dạy. Chạy đi. Đi xuống. Đi xuống đây. Ui xuống. Rồi, đứng lên. Rồi. Đứng lên cho cô chú coi hôm nay có gì mới. Rồi đi ra đây, Bong, xuống đứng im đó, Bong đứng lên luôn. Rồi, hai chị em đi ra đây. Xuống ra đây. Chị em ra đây, đi ra đây. Xuống xe vô. Cả nhà thấy Bong giỏi không, nay Bong đi giỏi không. Bong ra đây Bong. Rồi xuống đứng im, xuống đưa nít vô tường. Rồi, Bong đi xét gì xuống vô. Bong đi xét gì xuống vô. Rồi Bong ngồi xuống. Rồi Bong vô đây ngồi đây. Xuống ngồi xuống luôn. Thì đây cả nhà, hôm qua là mẹ mình có nhượng cho Su với Bong hai cái màu lông mới này cả nhà. Đó, Su thì được nhượng cái màu hồng, cả nhà thấy không, đẹp không, màu hồng cánh sen á. Đó, để Su ăn Tết. Còn Bong ngồi hai chân lên hết đỉnh quay. Bong ngồi hai chân lên. Bong hai chân lên. Không hai chân lên. Đó, ngồi im hết. Rồi cả nhà thấy giỏi không. Còn Bong này cả nhà, Bong được mẹ mình nhượng một cái màu xanh này. Đó, rất là đẹp luôn. À, để cho hai đứa nó ăn Tết á, chứ bình thường là lông của hai đứa cả nhà là nó dài ra á, là nó mất hết cái màu ấy luôn, thì mẹ mình mới nhuộm lại, mới tắm, mới spa cho luôn đó. Thì đây cả nhà, đây Su bỏ tay lên đây, Su giới thiệu cho cô chú đi. Thì cái ngày Tết á là bắt đầu là mẹ mình là bắt đầu mua trái cây cả nhà, để đem xuống dưới quê á, đó về quê để cho các cô chú đó cả nhà thấy không. Đó, mùa đây là mùa thanh long với lại dưa nè. Đó. Rồi, Su giới thiệu rồi, đến lượt Bong. Bong qua đây. Đó, Bong này Bong sẽ giới thiệu kem nha cả nhà. Đó, kem này. Đó, là rất là ngon luôn. Đó, mẹ mình mua để đem xuống biếu rồi thắp nhang cho ông bà đó. Đó, còn ngoài ra là có rất là nhiều thứ luôn này cả nhà. Đó, bánh kẹo đầy đủ luôn. Thì nhưng mà hôm nay cả nhà có một cái tin rất là buồn. Mà mình không có đăng ở trên kênh chính mà mình sẽ đăng ở trên kênh của em Bong này để cho cả nhà biết. Đó, thì là em Miu á là đã hôm qua là đã lạc mất nha cả nhà. Đó, Su rồi thuốc, Bong rồi thuốc. Nên cả nhà thấy Bong nè, Su nè, Su quay giờ nó buồn lắm luôn. Còn cái mắt nó nè. Đó. Khóc qua giờ đó. Đó, cả nhà nhìn nè, đó, nhìn thấy không? Đó thì em Miu là hôm qua là mình đóng cửa quên mất là em Miu đi ra ngoài. Nên đâm ra là mất. Nhưng mà nói chung là sau khi mà mình kiểm tra camera lại á thì mình đã biết được là cái người mà bắt rồi. Thì anh đó anh nói á là chiều nay là anh sẽ mang lên. Đó thì bây giờ Su với Bong với mình là đang ngồi đợi để anh đó anh mang lên. Để cho Su Bong nó hết buồn chứ cận Tết về mất đi một thành viên á, ở trong nhà mình nó cũng buồn lắm. Đó, đúng không? Rồi Su. Su ơi, Bong. Bây giờ thì nói chung là mình thông báo để chiều nếu mà có là mình sẽ quay cho cả nhà xem là hành trình em Miu đi về nha. Còn bây giờ là mình sẽ cho... À, mình có một thứ muốn cho cả nhà xem. Đây cả nhà. À, ba. Cầm quay. À, còn đây cả nhà. À, mình có một thứ muốn cho cả nhà xem. Là cái đây là cái mà mình tặng cho Su với Bong để ăn Tết đó cả nhà. Đây. Đố cả nhà cái đây là cái gì? Đó cả nhà thấy không? Cái đây là cái dây xích nha. Nhưng mà cái dây xích này mình làm bằng xốp cả nhà. Nó rất là nhẹ luôn, nó chỉ to là để làm hình thức thôi. Đây. Bây giờ thử coi. Từ Su với Bong ở đây. Cứ vô. Ừ, để kéo lên coi. Đó. Đó. Rồi. Đó. Đó, đây là cái dây xích nha cả nhà. Bây giờ Su đi vô đây. Su đi vô. Đây cả nhà thấy không, cái sự hợp hố của nó không. Đây
Rồi, đi ra lại xuống. Đó là cái sợi xích này á, là mình làm để mình tặng cho Su, để hôm nào á Su đi chơi á là mình dẫn Su đi cho nó ngầu. Đó thì cả nhà bóc ra đây, bóc ra đây, bóc ra đây. Đó bây giờ cả nhà thì chỉ còn có hai chị em thôi. Đó bây giờ em Miu kia nó nằm lại Su bông rất là buồn luôn. Bây giờ Su bông chỉ đang ngồi đợi để Miu về thôi. Thì bây giờ á là mình sẽ cập nhật cho cả nhà là về Miu như vậy, còn chiều mà em Miu về á là mình sẽ quay tiếp. Đó đó thì nói chung là mẹ mình á cũng đang đi mua vải để cho may đồ tết cho em Su với em Miu đó. Chưa thôi bây giờ Su đây, mình cũng giới thiệu luôn, đây là cái xe mới của Su này cả nhà, nhưng mà mình chưa quay lên cho cả nhà xem. Thì tiện đây là mình quay sơ qua cho cả nhà xem thôi. Hôm nay mình sẽ update những cái clip mà làm cái xe đây, sẽ giúp về giới thiệu cái xe đây cho cả nhà coi. Su lên xe của em đi, lên xe đi, bước lên xe bao lên lên, bao lên vô đây. Đó, bao lên vô trước rồi nè cả nhà. Rồi đến lúc sau á Su leo vô, Su bước vô. Chân của Su nó ngắn á cả nhà, nên đâm ra là không leo vô được, chỉ có thể nhảy vô thôi. Thì bây giờ á Su nhảy vô đi, nhảy vô xe đi, bao qua đây ngồi để nhìn Su nhảy qua. Bước lên xe lên xe đi, nhảy lên. 1, 2, 3 ok. Đó bây giờ nha, hai đứa ngồi đây, khi nào mà em đi về á là thông báo nhanh nha. Đó ngồi đây đi, ok.